đã học lịch sử và học cái ngành này tại Đại học Oxford từ năm 1947 cho đến năm 1950. Ở một địa điểm nào đó thì là một trường đại học. Ở trường đại học thì ta sẽ dùng từ đá. Tuy nhiên có lúc ta cũng sẽ dùng từ in, trường hợp ta nhấn mạnh trong làm cái gì đó trong cái khuôn viên, trong cái phạm vi trường đại học đó ta sẽ dùng cái từ in. Và thông thường ở một địa điểm nào đó dù là trường học hay gì thì ta dùng cái từ á. Rồi các bạn để ý ha, cái đây thời điểm rất là cụ thể quá khứ nên ta phải dùng quá khứ đơn như steady. Còn cái trường hợp ở câu đầu ta dùng hiện tại đơn vì ông này vẫn còn sống ha, thì ta nói là một cái vấn đề tổng quát về ông này là nổi tiếng là nhà quản lý hàng đầu. Nên ta cẩn thận nha, từ năm 47 cho đến năm 50, from to. Ra cái các bạn dễ sai nhất ở đây là giới từ. Thì giới từ là một tự loại khó nhất trong 8 tự loại trong tiếng Anh. Khó nhất nhất tại vì nó ra vừa lòng nó quá nhiều thôi. Hơn 90% một cái học vừa lòng. Cái này các bạn thấy cái câu vừa rồi các bạn thấy cái đại học Oxford này. Các bạn muốn có thể tự học tiếng Anh và tự học và lên cao, các bạn nên cài cái từ điển Oxford này các bạn ha. Các bạn lên mạng tải á, nếu mà ai sử dụng cái nền Android á thì tải miễn phí, thì tải bản crack thôi. Còn nếu ta sử dụng iPhone á thì không cho tải miễn phí đâu, không có sử dụng bản crack được mà ta. À, 600 mấy, bộ đó 600 mấy. Và đấy là một trong những bộ từ điển hay nhất thế giới luôn á. Ta có thể sử dụng để tự học mà nâng cao nhiều lắm á. Tại vì cái dòng phát âm ở quyển từ điển đó, đó là người thật. Người thật phát âm. Nếu còn đa số từ điển là Robo á, dòng người máy á. Tức tất nhiên là cũng phát âm chuẩn hơn mình hay mình rồi, nhưng mà không phải là dòng người thật. Oxford này là có dòng Anh, dòng Mỹ đó. Các bạn tải đầy đủ, các bạn click vô cái nào thì người ta sắp âm để các bạn nghe, các bạn check lại cho bạn trước. Để các bạn muốn người ta phát âm cả câu và click vô cả câu thì cũng sẽ phát âm cả câu cho các bạn. Cho nên là nếu có thể các bạn tải cái đó xuống đi thì lâu dài ví dụ là nó hỗ trợ mình vấn đề phát âm và chúng ta tập và từ điển Anh mà ta tra nó quen để từ từ mình nâng cao mình làm quen nên có thể suy nghĩ mình viết ra ngay bằng tiếng Anh được. Để ghi cái quyển từ điển đó, bạn nào thích thì ta tải xuống để cái này ta có thể tự học luôn. Đó là cái bộ từ điển do nó xuất xứ là từ Đại học Oxford, đó, một trong những đại học cổ xưa và lớn nhất thế giới. Con chú trẻ không gửi mail lại. Cho chị gửi rồi thì luôn luôn luôn. Lúc bạn nhớ này. Mà mình cùng nói chuyện. Gửi có 1 phút thôi mà. Có 1 phút là nó qua liền cái gì. Nó cũng cầm nó điện thì điện gửi mail cũng cùng xưa. Các bạn ơi, Google tải này. Nếu các bạn tải được cái bản ứng bản số 9 là ứng bản mới nhất thì càng tốt. Bây giờ cô thấy là sinh viên ban ngày họ tải được bản ứng bản số 9 rồi đó. Còn nếu các bạn tải không được ứng bản số 9 thì ta tải ứng bản số 8 cũng được đó. Ứng bản số 9 là mới nhất. Và ta nếu mà ta có máy tính á thì ta lên Google ở máy tính cho tải xuống máy tính luôn. Ở mang theo điện thoại di động là để mình xài khi mình đi đâu. Ở nhà ta tải cũng chính thức về. Các bạn quét một tí. Nói chung là những cái điện rất hay. Cái điện mà anh Việt lớn nhất của mình là chủ yếu dựa vào đó mà làm ra đó. Anh Tài lên một cái điện kiểu điện phải nói là bây giờ người ta đánh giá nó là một điện hay nhất thế giới. Tại cô thấy dễ. Nhận có mạng. Những yêu cầu mạng. Nhưng mà vô Google Play thì là có phí á. Lên Google ta tải thôi, cùng vô
là đi oxy á. Cái này nó của nào ta? Thì nếu đấy ta kết thúc chương trình sớm, còn buổi cuối cô sẽ ôn các âm nhớ bạn. Chỉ cần nắm được có thể các âm, ngoài ra mọi thứ khác các bạn có thể lên mạng học dễ dàng, tự học không cần phải đi đâu tốn kém mất thời gian. He worked as the manager of a number of companies during the 1950s and 1960s. Là lưu ý thập niên nha, thập niên 1950 và thập niên 1960, tức là 10 năm, từ năm 1950 đến năm 1959, và bên 60 cũng tương tự như vậy. Thì khi biết có mẫu từ xác định là giờ nha các bạn, là nhìn 10 năm cho nên là có S nha, các bạn cẩn thận á. Ông làm quản lý cho một số công ty trong suốt thập niên từ 1950 cho đến một các thập niên từ 1950 cho đến 1960. Làm việc trong vai trò là người nào đó, work với từ as, worked, ha, vô thăm, worked as a manager cho ai đó, ha. Cái này là a number, là một số công ty, nên không phải một công ty. Các bạn lưu ý cẩn thận với xuất xứ nhiều. Cô chấm bài dạng này, cô thấy các bạn rất hay sai cái dụ xuất xứ nhiều, tức là chia gì chia xong xuôi rồi, nhưng mà danh từ á, không cần số ít, ra cho số ít, mà rõ ràng nó ở trong câu nó số nhiều, các bạn không thêm S, mà không chuyển sang dạng số nhiều. Như là company thì chữ Y thành I, trước khi thêm ES nha. Company, số nhiều nha. He became well known to the public and chairman of British Rail. Ông trở nên nổi tiếng trước công chúng, đối với công chúng, to the public. Công chúng nói chung là chữ public cũng S gì hết nha. Tính từ dùng như danh từ đó, nhưng mà trước đó có giờ, các bạn lưu ý có mẫu từ, nếu trong câu các bạn không thấy không có thì nhớ thêm vô. Well, to the public as, trong vai trò là as chairman of British Rail, nên nổi tiếng đối với công chúng, trong vai trò là chủ tịch của công ty British Rail, công ty hỏa sang, công ty đường sắt của Anh Quốc, British Rail. As chairman, chairman thường là chỉ có một người thôi, chủ tịch. Ở đây chúng ta không cần thêm một từ nữa. Chúng ta ghi với những từ as như thế này ha. He joined British Rail in 1976 and left in 1983. Ông đã tham gia, tức là ông đã làm cho British Rail vào năm 1976, tức là và tham gia British Rail vào năm 1976 và rời khỏi đó vào năm 1983. Trước năm nhớ từ luôn luôn là in nha các bạn. Nếu không có những yếu tố ngày tháng khác tháng vẫn là in, mà nếu có kèm yếu tố ngày thì phải là từ on, các bạn nhớ đó. Để ý ha, cái năm cụ thể trong quá khứ rồi ta phải dùng quá khứ đơn, động từ join là ta thêm ed vô thành quá khứ đơn. Người ta cho động từ biến mẫu leave, mình phải thuộc về nhà nhớ không, phải động từ có quy tắc nha. Leave, left, left, quá khứ đơn ở đó là left. In 1978, he was awarded a knighthood by the Queen. Vào năm 1978, ông được tức là ông được ban thưởng cái tước hiệp sĩ đó, ông được phong tước hiệp sĩ bởi nữ hoàng, nó cách khác là được nữ hoàng phong tước hiệp sĩ, knighthood. Cái thứ này chỉ có ở Anh Quốc thôi, Vương quốc Anh thôi, không có ở nơi khác đâu ha, knighthood. Để bị động ha, được phong thưởng ha, được phong tặng, was awarded. Có một từ là knighthood by the Queen. Nữ hoàng chỉ có một thôi, nên lúc ở nước đang nói về Anh Quốc thì ta sẽ dùng mẫu từ xác định the by the Queen. Rồi ta nhớ để ý cái lặp vặt đó. Cái này xem dễ vì cái là cô chấm bài là các bạn sai phần này nhiều nhất, cái lặp vặt vậy các bạn không để ý. He was appointed a chairman of Mitsubishi Electric UK in 1984.
Ông được bổ nhiệm làm chủ tịch công ty Mitsubishi Electric ở Vương quốc Anh vào năm 1984. Rồi trước năm với từ in được bổ nhiệm vào vai trò đó, was appointed as chairman. Thật ra là không dùng as cũng được ha, anh mới dùng cái as, Mỹ cứ bỏ as, appointed chairman và appointed as chairman. Rồi không biết chẳng có kiểu anh hay Mỹ khi đâu cứ bỏ as cho các anh ha. Thật ra Mỹ bỏ as. Chủ tịch của công ty nào với từ off, nguyên một cụ was appointed as là một điểm rồi, off không là một điểm, in là một điểm nữa, là ba điểm. Đây là công ty điện lực ha, Mitsubishi Electric. He was the first non-Japanese become chairman of a Japanese company. Ông là người đầu tiên không, ông là người đầu tiên không phải là người Nhật Bản đã trở thành chủ tịch của một công ty Nhật Bản. Lưu ý cái câu đúng là to be the first to do something, to be further nha. Người đầu tiên, người cuối cùng, the first, the last, lưu ý mọi từ xác định. Non-Japanese, không phải là người Nhật. With the first to do something, the last to do something. Lưu ý đang nói về thời điểm trong quá khứ, lưu ý cái thì dùng. Người đầu tiên không phải người Nhật Bản trở thành chủ tịch chairman của một công ty Nhật Bản. Ơi, ta thêm vào từ luôn, công ty Nhật Bản. Chairman, cơ bản từ chủ tịch duy nhất, cơ bản từ. In 1991, the Japanese government awarded him the Order of the Sacred Treasure. Vào năm, như tự nhiên trước năm 1991, chính phủ Nhật Bản đã tặng thưởng cho ông huân chương, Order là huân chương. Đây là viết order có nghĩa là đơn đặt hàng rồi, order là mệnh lệnh, order là thứ tự, trật tự, order ở đây là huân chương. Huân chương, nói chung là chữ sacred, tính từ có nghĩa là thiêng liêng, treasure là những cái gì, những cái tài sản, những cái gì quý giá. Nói chung là, nói chung cái ý của này là huân chương cao quý, the order of the sacred treasure. Awarded ở đây dùng quá khứ đơn và chủ động ha, tặng thưởng cho ai, còn kia cái hạng này mình gặp award, to be awarded là được tặng thưởng, được phong tặng. He wrote his autobiography for Starters in 1989. Ông đã viết tự truyện của mình, tiểu sử mà tự viết á, kêu là tự truyện ha. Có tựa đề, có tên gọi là For Factor, tức là dành cho những người khởi nghiệp vào năm 1989. Được truyền, ông này tự viết luôn. Năm cụ thể của quá khứ, dùng quá khứ đơn write, wrote, written. Ở đây là quá khứ đơn wrote. Và cái tựa đề của cái author biography đó là For Factor. Bạn nào có ai đây Tuấn Anh với Ngô Văn Hòa vô chưa? Có thì lên nhận luôn cho cô cho rồi. Chưa, hai người này chưa. Thì phần 2 của tài liệu á, còn giữ ở đây. Rồi không thấy đâu, hai cách cũng nghĩ. Tôi sẽ vượt qua bài 3 nói. Cái này cô có nói với các bạn rồi ha. Tức là trước khi làm phải đọc toàn bộ các câu ra cho. Thông thường những câu đó đều có mối liên hệ với nhau hết. Nó nói về một nhân vật nào đó hay về một công ty nào đó. Người ta xác định.
tổng thể của nó để ta xác định cái thi chính sẽ dùng là cái gì. Thường thường là kể về một nhân vật nào đó sẽ có triệu phương thứ đơn trong đó, tại vì kể về quá khứ của họ là quá khứ đơn. Rồi đây kể về một công ty giống như một cái company profile gì đó, một cái hồ sơ hoặc một cái chung là thông tin cơ bản về công ty đó, thì cái thi chính sẽ là thì hiện tại đơn, nhưng mà vấn đề có quá khứ đơn cũng kể về quá khứ công ty cũng là có quá khứ đơn ha. Này, kể về công ty Electrolux. Electrolux is a Swedish company with its head office in Stockholm. Electrolux là một công ty thụy điển, Swedish thụy điển. Thụy điển không phải thụy sĩ đó nha, thụy sĩ là khác, là thụy điển Bắc Âu á, có trụ sở chính tại Stockholm. Stockholm is the capital of Sweden. Sweden là thụy điển, Stockholm là thủ đô của họ. Ta ở đây, ở chỗ đây ta lưu ý cái gì? Đây là vấn đề là một cái fact, nên ta sử dụng cái tại đơn, tức gọi là một thực tế. Rồi ta lưu ý là bây giờ người ta cho head office là trụ sở chính, nhưng mà không hề cho động từ ở đây. Ví dụ cho động từ ở đây là have, chẳng hạn thì ta sẽ dùng thêm một vấn đề liên quan, vấn đề tích ngữ. Electrolux is a Swedish company which has its head office in Stockholm. Thì có bình thường rồi. Nhưng mà người ta không hề cho động từ, nên các bạn lưu ý các bạn đừng bao giờ tự thêm động từ nha. Các bạn thêm trợ động từ khi các bạn chia thì được, nhưng các bạn thêm động từ chính nó không có được đâu, các bạn sẽ bị mất điểm á. Ta không dùng từ vậy thì ta làm sao? Ta sẽ dùng giới từ nha các bạn. With, với, ở đây có nghĩa là mình hay dịch có đó, có trụ sở chính ở London, xác định trụ sở của công ty, cái X của nó, dùng tính từ sở hữu, các bạn thêm vô ha. In Stockholm, trước tên thành phố, trước tên thủ đô, giới từ in luôn luôn như vậy. It started as a company in 1921 when it produced the world's first vacuum cleaner. Vacuum cleaner là máy hút bụi. Công ty, tức là với khởi đầu là công ty vào năm 1921 là khi Electrolux, tức là nó đó, sản xuất ra chiếc máy hút bụi đầu tiên trên thế giới. The world's thử cấp là PS, đây là Quattro PS của thế giới. Đây, máy bụi đầu tiên từ đây. Thấy thời điểm bắt đầu, ngay cả lúc khi mới thành lập nó cũng là một company, là một công ty. Started it in what we learn as cầu dưới hình thức là một công ty. Rồi quá khứ ha, có y là ta thêm chi thôi, produced chỉ đi có âm vô thanh. Rồi thế giới chỉ có một thôi, nó luôn đi cái mạo từ xác định the world. Thư ý cái là đó ha. Four years later, in 1925, it produced the first refrigerator. And these are still two of its best known products. 4 năm sau, tức là 4 năm sau đó là vào năm 1925, công ty đã sản xuất chiếc tủ lạnh đầu tiên, the first refrigerator. Và hai món này, và đây là tức là hai trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của công ty. Hai tức là sao? Cái máy hút bụi đầu tiên của thế giới, bây giờ là cái tủ lạnh đầu tiên luôn, đó, đều từ công ty của thụy điển Electrolux. Đi mà nói về hai món, hồi nãy là nói món máy hút bụi rồi, bây giờ đây là món tủ lạnh steel. Đây vẫn là steel, hai trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của công ty, best known products sản phẩm. Now owns many well-known consumer brands, including AEG, Zanussi, and Posner.
Hiện nay công ty sở hữu động từ own chia một hoa sĩ hiện tại Eastern International owns nhiều thương hiệu hàng tiêu dùng nổi tiếng, consumer brands, thương hiệu hàng tiêu dùng brands, thương hiệu ha, well known là tính từ kép nổi tiếng, nhiều thương hiệu hàng tiêu dùng nổi tiếng bao gồm đầu tư inclusion campaign ở đây dùng như giới từ bao gồm AEG, Zanussi và Honda. Lưu ý một cái list ha, những sản phẩm với nhau hay những cái món gì với nhau tạo thành cái list thì ta nhớ nó cách nhau bởi dấu phẩy, nhưng cái áp chót sẽ nối với cái chót bởi liên từ an thì câu sẽ nhẹ nhàng hơn ha. AEG, Zanussi and Honda. Including là nó có động từ vậy, nó là giới từ. Cái gì nữa? Cái in sẵn. Nó một cái động từ đó là động từ include. Include là bao gồm. Giờ chỉ thêm in thôi, đâu thêm in gì nữa đâu. Ở đây nhà hỏi gì? Thì sao thêm in hả? Thì người Anh họ dùng vậy như là một giới từ, biến include trở thành giới từ thì thêm in thôi. Thật ra thì cái gốc là như thế này. Cái gốc đó là nó là xuất phát từ cái bạn đề liên quan. Ví dụ nói một hơi là hiện giờ nó sở hữu nhiều thương hiệu hoặc tiêu dùng nổi tiếng. Còn cái tiếp theo là which includes. Thì thông thường người ta rút gọn lại thì cái đại từ là which là được hiểu ngầm. Còn từ to be cũng sẽ được hiểu ngầm. Nhưng mà câu gốc này which include, đúng không? Which include là nó dạng active và là chủ động, cho nên khi rút gọn lại thì nó sẽ còn dạng verb in. Dần dần người ta dùng quen thì xem nó như giới từ luôn, không còn quan tâm tới kiểu là xuất phát từ cái mệnh đề tính ngữ nữa. Các bạn hiểu không? Tôi biết lại nha. Cái gì đó ta brand, consumer brand, thương hiệu hàng tiêu dùng. Rồi phải con cái. Thật ra chỗ này không phải cũng được, nhưng mà dùng non-defining thì nó có thể phải. Which include, ha, include gì đó. Tức là những cái thương hiệu tiêu dùng này bao gồm những hiệu này. Thấy không? Ở đây là dạng rõ ràng là dạng active, dạng chủ động đúng không? Đâu phải dạng bị động. Và khi nó rút gọn thì người ta sẽ bỏ đại từ đi. Đó. Nếu có trợn từ, người ta cũng sẽ bỏ trợn từ đi. Ở đây không có trợn từ. Ở đây chỉ có một động từ chính là include thôi. Thì rút gọn là dạng active thì nó sẽ chuyển sang. Tức là kêu là present participle, hiện tại phân từ. Ở đây sẽ bỏ y đi. Bỏ y. Thành including. Nhưng người ta quen dùng thế này rồi, vậy bao gồm từ từ nó trở thành như một giới từ. Như vậy thôi, including dùng như preposition luôn. Ta không còn quan tâm tới cái gốc xuất phát của nó nữa. Today employs 81,971 people and serves its products in more than 150 countries. Bây giờ chỉ các bạn cái này. Bây giờ thí dụ như là các bạn lưu ý nè, ví dụ như câu số 5 ta chia động từ employ certain as, bây giờ người ta đã cho mình cái từ employ giữa hai cái slash này, thì nếu mà các bạn chua nhanh vô thì các bạn có thể đó, các bạn những bút đỏ thì gì thêm cái s, các bạn thêm rồi ta thấy
cái vấn đề thứ nhất là sử dụng bao nhiêu lao động đó. Cái vấn đề thứ hai, ở đây là tôi không phao không nối nhau về liên từ an subject và lợi ích chung subject thì mới nối về được subject kiểu ngầm và cái động từ sell people sell. Rõ ràng là ta hai động từ kia thì là hai vấn đề sẽ nối nhau, sắp xếp hiệu ngầm nối nhau với từ an. Ta có thể ở cái đường này lên ta có thể dùng một hoặc khác cái gì đó, hoặc thậm chí một này luôn thôi. Còn sao ta thêm s vô nên đây ta thấy được vậy đó. Nếu ta làm vậy thì nói chung ai lười một chút hay là không muốn biết nhiều gì đó ta thêm ta làm để cho nhanh. Các bạn biết là nguyên câu thì nó cũng có lợi, cái nào cũng có cái lợi, cái chưa lợi của nó hết á. Như làm vậy cũng được phải không? Thì làm vậy thì ghi nó nhanh gì đó, tức là mình viết được nguyên câu thì nó lâu. Đi trong tập thôi, đi này thì là ai không thích viết nguyên câu, là ai cảm thấy lười thì viết vậy cho nó lẹ thôi. Nhưng mà nếu các bạn ghi cả câu ra thì nó có lợi là các bạn sẽ nhớ từ, nhớ cách viết. Thậm chí các bạn sẽ nhớ câu nhanh hơn. Vì hay viết vậy ta cô? Hả? Đi thi viết vậy được. Đi đâu viết vậy được. Em viết vậy hả? Bị trừ điểm chứ. Ai cho? Đi thi, bây giờ tôi nói là bây giờ trong lớp ta hơi mệt, ta hơi lười, ta làm ta chua cho nó lẹ thôi. Đi thi cô không có nói. Đi thi viết vậy nha, muốn là kiện cô mới được nha. Không có được viết vậy, viết vậy mất điểm hết chịu nha. Rồi. Mò lên cũng gần vậy, tiếp theo nó có mò lên nè. Lười viết nghiên câu vậy là nó lẹ vậy thôi. Vậy khi mình nhiều chua vậy trước, xong rồi mình viết lại nghiên câu sau, chẳng hạn vậy. Vì nhiều khi mình mắc cái gì đó thì mình theo mình không ghi kịp, chẳng hạn mình làm vậy, mình viết lại câu sau, viết lại câu thì để nhớ cách viết, nhớ từ nhớ câu vậy thôi. Nào cũng có cái lợi cái chưa lợi của nó. Rồi hiện nay công ty thuê hay là nói cách khác là công ty có 81.971 nhân viên và bán sản phẩm của mình ở hơn Moreland ha, over đó hơn 150 quốc gia. Rồi trước country system thành phố giao gì với tự in hết. Compound ha, compound sentence go linked này, hai người này nói nha, hai người này độc lập nha, không có là tiếng nào phụ hết, nói nhau bởi liên từ an. Its worldwide turnover in 2002 was 14,552 million euros. Ta hay gặp worldwide cho mấy lần dùng như effort, nó có thể dùng như là một cặp từ. À, nhưng ở đây nó đóng vai trò tính từ bởi vì nó đứng trước bộ nghĩa cho danh từ turnover. Doanh thu toàn cầu của công ty vào năm 2002 là 14.552 triệu euro. Tiếng Anh đọc là euro, không đọc euro ha. Sẵn cái này nếu các bạn luôn ở đây lưu ý cho các bạn, đầu từ thường á thì người ta hầu như không cho các bạn thêm, nhưng mà nó từ CV thì khác đó, có khi các bạn phải thêm từ CV đó. Ở đây không có động từ, lưu ý ở đây không có động từ, và cái động từ mà thường tự thêm là từ CV. Ta xác định ta thêm tính từ sở hữu best của công ty vào năm mấy từ in. Ở đây mỗi cái là một câu, không thể không có động từ được. Thì động từ nào thích hợp nhất để thêm vào đây thì đó là từ to be. Từ thêm thì chỉ thêm từ to be thôi, động từ khác thì không cho các bạn thêm đâu. Rồi đây nhắc một cái này. Bây giờ đọc theo cách của người Anh là 14.552 triệu euro. Nhưng mà là đây là cách của Anh, nếu mà cách của Mỹ thì nó đọc sao các bạn? Bạn biết đọc không? Ta lưu ý là các đếm số của Anh với của Mỹ khác nhau đó. Mỹ thì đọc sao?
Mỹ thì đây là 14 tỷ rồi các bạn. Anh á thì là 14.552 triệu euro. Nhưng mà đọc theo cách chữ Mỹ á, Mỹ, Pháp, Việt Nam đọc giống nhau. Ở đây là hàng tỷ rồi, chiếm con số là hàng tỷ rồi. Thì cái chỗ này là one gì, one billion tỷ nè, một tỷ nè, chiếm con số theo cách này của Mỹ nè. Việt Nam cũng theo cách này luôn, Pháp cũng vậy luôn, một tỷ, chiếm con số không là một tỷ rồi. Nhưng mà người Anh đó thì họ đọc cái này là 1.000 triệu. Anh đọc cái này 1.000 triệu nha, tức là 1,000 million. Chỗ này nha, 1,000 million thì thôi. Còn 1 tỷ của anh là bao nhiêu con số? 12 nha. Cho nên khi các bạn tính toán cẩn thận xem có được anh theo anh hay Mỹ á. Ở đây mới là anh đó. Cái này là 1 billion rồi. Billion. Cái là cách của anh nha, rồi cái này cũng là cách của anh đối với con số này nha. Đó, các bạn cẩn thận đó, anh có nhiều cái cũng khác biệt lắm. Cái cách của Mỹ là thông dụng trên thế giới, cách của anh là ít thông dụng hơn. It has two global divisions called consumer durables and professional products. Công ty có hai phân hiệu toàn cầu, có tên là consumer durables. Durables chỉ những mặt hàng bền bỉ đó, tức là hàng tiêu dùng bền chắc. Thật ra là tên của phân hiệu không cần phải dịch, nhưng mà nó có nghĩa như vậy. Professional products là sản phẩm chuyên nghiệp, cũng là tên của phân hiệu không cần dịch. Ở đây tại sao con đi ở đây hả các bạn? Rút gọn của mệnh đề tín ngữ, nhớ không? Có giống thế nãy cô phân tích đó. Có hai, đây là một mệnh đề chính rồi đấy nha. Đây chỉ có một mệnh đề thôi, mệnh đề khi bị rút gọn mất rồi, mệnh đề tín ngữ. Có nghĩa cho cái two global divisions đó. Which are con nha các bạn? Division. Bị động đúng không? Những điều đó có tên gọi là, được gọi là, cho nên rút gọn là các bạn sẽ bỏ trọn từ đi thì nó còn lại content. Cái giống giống như cái hồi nãy including, nhưng mà including giờ dùng giới từ rồi phân tích ra cái nguồn gốc của nó là như vậy thôi. Nhưng mà including là rút gọn này là tính ngữ chủ động, cái này là rút gọn này là tính ngữ bị động, thì nó sẽ còn lại cái quá khứ phân từ, past participle là content. Còn lại including là nó dạng giống như là hiện tại phân từ present participle. Được gọi là, có tên gọi là, có tên là consumer durables include the appliances we have in our homes. For example, cookers, vacuum cleaners and washing machines. Cái phân hiệu consumer durables thì nó gồm có includes. Lưu ý cho các bạn, consumer durables, mặc dù cái danh từ durables nó có S, nó rất nhiều, nhưng mà hai chữ này là tên của một phân hiệu, cho nên là gom lại là một đơn vị là slit, cho nên đọc từ theo sau sẽ chia ở dạng slit, không phải chia theo chữ durable. Rồi bao gồm appliances là chỉ những công cụ máy móc nói chung,
đây là nói về hàng gia dụng ha. The appliances là những mặt hàng chúng ta sử dụng ở gia đình. We have in our homes. Sử dụng trong gia đình ha. Là những công cụ máy móc chúng ta sử dụng trong gia đình. Rồi ở trong gia đình chế được in. Ví dụ, nó hai chữ với nhau, for example. Chứ từ for luôn luôn hai chữ này như vậy. Chẳng hạn như, ví dụ như cả hai chữ này đi với nhau là for example, không bao giờ thay đổi hả? Chưa bao giờ thay đổi ha. Example cookers. Chẳng hạn như là lò nấu, vacuum cleaners là máy hút bụi và máy giặt, and washing machines. Cái này có nhắc các bạn rồi ha. Một cái list thì ta sẽ những cái item, tức là những cái mục có tên là cách nhau bởi dấu phẩy, nhưng cái mục áp chót sẽ nối với mục cuối cùng bởi liên từ and, thì câu nó sẽ nhịp nhàng. Rồi, example. Ở đây lưu ý một các bạn một cái nữa. Tại sao người ta dùng the appliances các bạn? Hả? Tại vì nó được xác định bởi vấn đề tính cử phía sau. Nó là những cái này, the appliances which we have in our homes, được xác định bởi vấn đề tính ngữ. Vấn đề nào bổ nghĩa danh từ đóng vai trò như một tính từ thì gọi là vấn đề tính ngữ. Bởi vì which nó là object của từ have phía sau, cho nên được kiểm ngầm, không cần phải nói ra viết ra. Tức là place là những thứ mà chúng ta sử dụng trong nhà, cho nên thì ta thì nó được xác định bằng đề tính ngữ, cho nên nó sẽ được xác định bởi mệnh đề được mạo từ xác định definite article the. À, ta lưu ý cái đó. Và một cái đáng lưu ý nữa là chữ cookers. Các bạn biết được từ cook là gì? À, đó là nấu nướng không? Cook là động từ vâng, đúng không? Còn cook danh từ là gì? Hả? Cook, đúng rồi, là người nấu bếp, là đầu bếp, là người nấu ăn. Một cooker lại là cái lò nấu, cũng là danh từ luôn. Thông thường các bạn nhớ không? Thông thường á là ta thấy động từ theo đi a là thì chuyển sang thành ý nghĩa người ha. Dù động từ sing là hát, singer là người hát, ca sĩ ha. Thông thường vậy theo đi a là gì? Động từ teach, dạy, teacher là giáo viên, người dạy, phải không? Nhưng mà cái này thì đặc biệt các bạn nhớ nha, theo đi a nó thành cái lò. Còn cái người mà nấu không có gì hết á, không có gì hết ha. Có những cái đặc biệt vậy ta phải ghi nhận để ta không có nhầm. Tôi đã từng chấp những bài rồi. Thể đầu bếp người nấu ăn thì toàn là gặp cooker không à. Cho nên là các bạn cẩn thận, nó khác với cái nguyên tắc thông thường. Professional products include much larger appliances, for example, food service equipment for hotels and restaurants, and outdoor products for the garden. Rồi, cái phân hiệu professional products có gồm. Tên của phân hiệu là một đơn vị, đồng từ chia đây là số ít, includes. Những công cụ lớn hơn nhiều, như ý ha. Cái complexity HT nó bổ nghĩa cho danh từ appliances lớn hơn. Nhưng mà lớn hơn nhiều hay lớn hơn ít thì ta phải dùng một cái trạng từ nữa là much để bổ nghĩa cho larger, lớn hơn nhiều. Chẳng hạn như for example, như là thiết bị phục vụ ăn uống, food service equipment dành cho khách sạn, for hotels. Cái từ này nhấn đặc biệt á, hotel, từ không phải gốc từ âm đâu, nhấn từ bằng tiếng Anh, không hề biến âm ở đâu hết, là cũng là một cách phát âm ta cần lưu ý. Hotels and restaurants. Restaurants là từ gốc Pháp, cho nên khi và phát âm nó có hơi âm hưởng của tiếng Pháp á. Restaurants
nhà hàng dành cho khách sạn và nhà hàng, và những sản phẩm ngoài trời để làm vườn, cái dành cho vườn tượng, cái for the garden, là để làm vườn, tính từ outdoor là ngoài trời, ngoài trời. Dành cho cái gì đó, người giới thiệu for, từng khoảng một, ở đây nó sẽ được nối nhau là giới thiệu ăn. Cái food service equipment thì nó dành cho hai nơi là hotel với lại restaurant, thì có nghĩa nhau với em. Còn đây là một riêng, thì nó đi với for example, một kia riêng, một khoảng rồi thêm cái một cuối nữa là. Em thì này nó không đi với food service equipment đâu nha, nó đi riêng nó, chẳng hạn như là cái bị kia, và một cái nữa là sản phẩm làm vườn ngoài trời. Appliances là công cụ máy móc, tức là những công cụ lớn hơn nhiều. Professional products là tên của một thương hiệu của công ty. Professional thì là chuyên nghiệp, professional products là sản phẩm chuyên nghiệp, tức là dùng cho một lĩnh vực chuyên và lĩnh vực gì đó. Nhưng mà mình nghe tên của thương hiệu không cần dịch. Rồi các bạn có thấy nữa không? Ở đây có một cái lưu ý các bạn nữa là cái danh từ equipment. Equipment là trang thiết bị, không bao giờ có S hết, không đếm được nghĩa tổng thể. Nó chỉ các trang thiết bị chung hết, có thể là nhiều thứ lắm, nhưng không bao giờ có S và dùng cái động từ số ít. Mấy cái đó mấy cái ta phải ghi nhận, phải nhớ, phải thuộc lòng quá. Rồi, chưa tôi qua nha. Makes it the world's largest producer of power appliances for kitchen, cleaning, and outdoor use. Điều này, bây giờ cái điều vừa kể đấy, điều này đã làm cho giúp công ty, đã làm cho công ty, hay nói cách khác là giúp cái công ty trở thành nhà sản xuất lớn nhất thế giới về những công cụ điện. Power trở tính từ là có năng lượng, được cung cấp năng lượng điện. Nó giống như electric vậy đó. Hiểu, nhưng nó có nó có hiểu ngầm một cái nghĩa là những công cụ rất là mạnh mẽ, tức là hoạt động rất là mạnh đó. Power appliances nghĩa chung của nó là cái công cụ điện, cường điện, công cụ máy móc nói chung, appliances dành cho nhà bếp, for kitchen, cho việc lau dọn vệ sinh đó, cho dịch vụ vệ sinh ha, cũng như là việc sử dụng ngoài trời, outdoor use. Rồi, nhớ thế giới chỉ có một, luôn đi với mọi từ xác định. Ta nhớ tên the vô. Di động từ thôi, chúng ta sẽ hiện tại. Rồi, chưa các bạn, coi bài mới ha. Tới đây là các bạn thấy bắt đầu giống nhau rồi đúng không? Nói về, kể về công ty, kể về một nhân vật nào đó. Nói chung là trường cũng khoa cũng cố gắng cho nó dễ, giới hạn cho nó dễ dàng với bạn ấy. Cái dạng bài này có nhiêu đó, kể về, nói về công ty, nói về một nhân vật nào đó. Cái bài thật ra nó rất là phong phú, cho các bạn nhiều dạng quá, sợ bạn nhớ không hết. Cho nên là cũng cố gắng giảng được đúng không? Bài này là giảm đi được sao? Học thấy học 10 bài rồi làm để ra thi hầu như chúng thế nào. Thì ví dụ có khác cái học tủ hay cái nắm tủ gì đó thôi, chứ còn nó cũng giống nhau, thế là sửa chút đỉnh. Tại sao?
vừa rồi các bạn thấy cái đề đưa cho bạn đúng không, đề của khóa vừa rồi thi á, khóa vừa rồi là khóa nào không? Trong gió. Ừ. Thì cái khóa của đầu năm 2018 nha. Mấy đề nó cũng có đề đâu, nhỏ thêm một đề, người đề khác thì sao, mấy đề được mà. Mấy đề nó khác nhau hết đó cô. Mấy đề nó khác nhau hết là một. Nhưng mà phải là chung một đề. Tất nhiên là làm gì cái chuyện thi chung hết đề, có năm nào thi chung một đề đâu. Cái đề đưa các bạn là một trong những cái đề đó. Tại nhỏ thêm cái đề khác, nhỏ bóc đúng cái đề này thôi. Mã số khác, cái đề khác mà. Cái đề của đầu năm 18 á. Cái phần này có năm đâu đúng không? Gần như là giống gần y như bài 1 còn gì nữa. Không phải trung tủ đâu. Có khác cái học tủ hơn, khác cái năm tủ chút xíu vậy thôi, không có nhiều đâu. Đúng không? Tám lại cái biển này mà các bạn làm nhường nhỉ vô á. Không thể rớt được. Chỉ sợ các bạn quên này chút, quên khi chút cắm cái đuôi này vô cái đầu kia thì đại thánh vậy á. Thì làm xong nó là rồi hôm nào học cái gì về nhà cái xào ngay lại đi, nó nhớ nhanh lắm chứ về để hơi tới gần đi chứ coi bắt đầu nó lộn cực khèo lắm. Rồi tới đây là cái giống giống rồi, là tiếp tục công ty khác nữa, có mấy khác như đâu cũng vậy vậy à. Unilever is a British Dutch company with its head offices in Rotterdam and London. Công ty Unilever là một công ty liên doanh giữa Anh và Hà Lan, Dutch Hà Lan ha. Có các trụ sở chính, cái này tăng trụ sở chính tới 2 lần, thường thường một công ty chỉ có một trụ sở chính thôi mà Anh này tới 2 trụ sở chính lần. Tại Rotterdam một cái, tại London một cái nè. Cho nên rất nhiều offices. À, nhớ dù dùng giới từ quyết mà nó có bạn rồi, không có động từ thì đừng có thêm dùng giới từ quyết ha. Tức là với trụ sở chính này nó cách khác là vì là có trụ sở chính tại Rotterdam and London. Mà từ nha là một công ty có rồi giới thiệu ha. Màu từ thì cũng nhiều vấn đề lắm nhưng mà thôi bây giờ ta không có thời gian đi sâu đó đâu, các bạn cứ nhớ. Các bạn về nhà sách được phát ra cái một màu từ đó, coi qua cái nhiều mà không nhiều. Màu từ là một loại tính từ đặc biệt, có nhiều điểm phải, có nhiều yếu tố phải học thuộc lòng. Cái gì gọi là học thuộc lòng hơi bị khó rồi đó. Là màu từ articles thì có hai loại, phải không? Loại definite. Definite article là màu từ xác định. Hình thức của nó là chữ này. Đứng trước nguyên âm thì đọc là the. Đứng trước phụ âm thì đọc là the. Và cái thứ hai là màu từ bất định. Indefinite article thì đứng trước phụ âm nó sẽ ở các chữ A. Đặt mình đây, vô câu mình đây, biến âm là ờ đó ha. A dog ha. A pen, đại khái rồi đó. Còn đứng trước, chữ tiếp theo bắt đầu mình nguyên âm thì nó sẽ có thêm cái N nữa. Là N mình hay đọc là N. Vô câu thì biến âm thôi, sẽ biến âm thôi nha. N nè, phải không? Đó là xác định rồi, cho nên nó cũng mang cái nghĩa xác định. Cái gì rồi, chỉ có một thôi. Ví dụ mặt trời luôn luôn là tờ sân, thế giới luôn luôn là the world, phải không? Hoặc là cái gì mình đã nhắc tới rồi, ví dụ mình đã nhắc tới công ty đó, cái tên đó là Unilever, thì khi mà lặp lại mình dùng chữ company thì mình phải nói xác định là the company, công ty với nghĩa là công ty đó, công ty vừa nói đó là Unilever, thế nào vậy? Rồi có những cái mình phải thuộc, ví dụ như là trước tên khách sạn thì sẽ có sử dụng mạo từ xác định. Trước tên đường là không có mạo từ gì hết, tức là zero article, không có mạo từ gì hết. Trước sinh danh từ số chiều, nó cái tổng quát cũng không có mạo từ gì hết, cho nên nó còn có một cái gọi là zero article, không có gì hết.
Còn cái không xác định thì nó bất kỳ. Ví dụ tôi thấy một con mèo băng qua đường, một con mèo tức là khác rồi, có phải tờ khác được, phải không? Thì ví dụ dùng cho nghề nghiệp chẳng hạn, khi hỏi ai hỏi mình làm nghề gì, nói I am a teacher, I am a student chẳng hạn, là họ từ bất định chẳng hạn vậy. Nhân từ đếm được số ít, không xác định thì mặc dù mọi từ không xác định indefinite, a n chẳng hạn như vậy. Và có những cái ví dụ như là nói là đi học go to school thì sẽ là zero article. Đi học đến trường mục đích là học thì không cần mọi từ gì hết, go to school kiểu school được rồi, không có a school, the school gì hết. Nhưng mà đi đến trường có mục đích khác, không phải là học thông thường thì ta đến trường đó đó, go to the school, trước đó mình nhắc là tên trường gì rồi, nhưng mà nói này lặp lại đến trường đó, go to the school for doing something, để làm gì đó. Tóm lại có khi mình dùng xác định, khi mình dùng bất định, và có những cái luôn xác định luôn định, cái đó mình phải học chung, có những cái mình phải thuộc. Và đề nghị các bạn về giờ mình xác định quá, giữ một article ra để ôn lại. Cái khách sạn phải không? The rest hotel, chứ hoặc là đi vô nguyên câu nó phải có lờ. Trừ trường hợp ví dụ tên khách sạn là dạng sử các danh từ, tức là của ông Nam, khách sạn của ông Nam, cái tên là của ông Nam, ví dụ Mr. Nam's hotel thì lại không cần hậu từ xác định nữa. Kiểu Nam, của ông Nam, Mr. Nam's hotel. Khách sạn của ông Nam này, quan hệ sở hữu là khác, thì tên của nó là cái này, tên khách sạn đó là Mr. Nam's hotel. Dạng sử các danh từ này thì sẽ không có L ở đây. Còn đối với các tên thông thường khác sẽ có L. Trước tên đường thì sao? Zero article thì cái đó là nguyên tắc đó. Ví dụ Trần Hưng Đạo Street chứ đâu bao giờ nói là The Trần Hưng Đạo Street đâu. Mấy cái đó là nguyên tắc, mấy đó mình phải nhớ, còn mình biết đúng như vậy. Kiểu trước tên sau thì có L, có một từ xác định. The Thames, the Second River. Cái đó là những mình sẽ học những nguyên tắc và một số ngoại lệ của nó. Rồi các bạn về, các bạn ta không thể đi sâu ngữ pháp tình số chi tiết được, cho nên các bạn về coi lại dùng, tại vì rõ ràng cái bài này nó có mẫu từ khá nhiều ha. You know, so many well-known consumer brands, including Knorr, Lipton Tea, Ovo, Dove and Lux. Hiện nay công ty sở hữu, động từ own này là sở hữu. Các bạn nhớ phân biệt để viết nhầm nha, tại vì các bạn hay nhầm lắm. Có một động từ giống giống như vậy nữa là own, là nợ. Ha. Động từ own thì là sở hữu, cái phía dưới nghĩa là sở hữu. Cái đầu tiên là nợ, cẩn thận á, tôi đã từng chấp cho các bạn viết nhầm như vậy. Hiện nay công ty sở hữu nhiều thương hiệu hàng tiêu dùng nổi tiếng, well known, tính từ kép và compound adjective, bao gồm Knorr, trà Lipton, Ovo, Ovo là thương hiệu bột giặt, phải không? Dove là dơ và dầu gội, dầu tắm, đúng không? And Lux, Lux xứ vậy, rồi dầu gội, dầu tắm, xà bông gì đó. And Lux, các bạn thấy không? Một cái list, cái danh sách thì rồi cái áp chót sẽ nối với cái cuối cùng bởi riêng từ an. Including cái cũng giống cái câu này biết không? Nó là giới từ. Xuất phát từ cái gì thì cũng cảm nó các bạn nghe rồi. Knorr is the biggest food brand with a strong presence in over 80 countries and a product range including soups, sauces, bouillons, noodles and complete meals. Knorr là thương hiệu thực phẩm lớn nhất của công ty. Tức là hiện diện strong, là ổn định, bền vững đấy.
tức là đã hiện diện một cách ổn định ở hơn over đây là more than hơn 80 quốc gia. Và phạm vi sản phẩm của cái Forest Range là phạm vi sản phẩm, nhớ rằng một cái phạm vi sản phẩm có thể bao gồm nhiều dòng sản phẩm ha. Và cái chữ dòng sản phẩm mình thường gặp là product line. Range là phạm vi sản phẩm thì nó bao gồm nhiều dòng sản phẩm, người ta thường có thể dùng cái tổng quát là các loại sản phẩm. Forest Range rõ ràng không phải là một sản phẩm rồi, rất là nhiều loại sản phẩm. Và một phạm vi sản phẩm bao gồm, hay là nói cách khác là các loại sản phẩm bao gồm soup, nước sốt, sausages. Cái này là từ gốc Pháp, bouillon, đọc là bouillon là cái mình hay gọi nên là nước dùng á, nước lèo á. Mình nấu nước với cái gì đó, với xương thịt hay là với rau củ gì nó ra cái nước ngọt để mình sử dụng, nó là bouillon. Hôm nay là nước dùng, như ngoài miền Bắc là nước dùng không, ở trong Nam là nước lèo. Noodles là các loại bún mì gì gọi chung noodles. Và những bữa ăn hoàn chỉnh, meals là một bữa ăn đơn lẻ thôi nhưng nó có đủ các món cho một bữa ăn, cho là complete meals, nên đa là một cái thực đơn hoàn chỉnh. Rồi ở đây không có vấn đề gì ha, giới từ này ta biết rồi, trước countries giới từ in rồi, và nối các mệnh đề các ý với nhau đi từ an rồi dùng giới từ including ha, để cho biết là các khoảng mục power trong một cái khoảng mục lớn là gì. Và một cái list thì cái anh chót nối với cái chót của liên từ an, không có gì mới ha. Các bạn thấy từ này từ gốc Pháp đó, bouillon, cái thiên lam hùng bouillon đọc theo nó ảnh hưởng của tiếng Pháp đó, nước lèo nước dùng gì đó. Today, it employs 247,000 people in 57 countries and sells its products in 150 countries to 150 million customers. Ở đây có chữ M, các bạn cẩn thận, đó là cái tắt của million á. Cái đầu là 150, nhưng cái sau là 150 triệu lần ha. 150 triệu nha. Sau con số các bạn thấy chữ này các bạn phải biết nó là million. Và các bạn nhớ rằng bây giờ 1 triệu, 2 triệu hay là 100 triệu thì khi có một con số cụ thể trước đó thì triệu này không bao giờ có S cả. Không có gì hết nha. Triệu, ngàn, trăm, chục, tá thì cũng vậy hết. Bất kể ha, thousand cũng vậy, không có gì có S. Dù một hay dù nhiều, nếu có một số cụ thể đó, nó không có gì có S. Chục, ten cũng vậy, tá cũng vậy, dozen cũng giống nhau chuyện này. Có một số cụ thể là nó sẽ không có gì không có S hay sao. Nhưng mà hàng ngàn mình không biết là bao nhiêu, mình chỉ biết là nhiều ngàn thôi. Hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng tá. Ví dụ hàng trăm, hundreds. Gì đó thường có đi theo nghĩa từ off, tức là hàng trăm đóa hồng như hàng hundreds of roses thì không có một số cụ thể nó có S, còn có một số cụ thể nó không hề có S hết. Rồi hiện nay công ty có 247,000 nhân viên hoặc làm việc ở 57 quốc gia và bán sản phẩm ở 150 quốc gia cho 150 triệu khách hàng. Lưu ý, nhắc lại, cái này có nhắc rồi ha, giới từ bán cái gì đó cho ai đó, sell something to somebody, giới từ to nha.
mua cái gì đó của ai đó, từ ai đó. Buy something from somebody. Mua là from, bán là to nha. Đừng cứ quên cái này. Buy something from somebody. Sell something to. Bán gì đó cho ai đó. From to. His worldwide turnover in 2002 was 48,760 million euros. Ở đây cô ăn đọc theo cách của anh nha các bạn. Đọc theo cách của Mỹ là 48 tỷ rồi nha. Theo bên Mỹ là 48 tỷ nha. 48 billion 760 million. 48 tỷ 760 triệu euros. Đọc cái cách của anh thì mới có 48.760 triệu thôi. Cái cách của Mỹ là 48 tỷ 760 triệu euro. Doanh thu toàn cầu của công ty vào năm 2002 là 48.760 triệu euro, hay là theo Mỹ là 48 tỷ 760 triệu euro. Lưu ý cho cái thời điểm là quá khứ 2002, động từ có cái đơn was. Doanh thu turnover không đến được nhưng mà động từ xuất hiện was. Expense 2.3% of its turnover on research and development. Ở đây các bạn lưu ý cái gì? Spend money on something, on doing something ha. Chi tiền cho cái gì đó, chi tiền để mua cái gì đó. Spend money. Giới từ on something. Và một cái lưu ý ở đây nữa là cách viết số. Bây giờ ta có cái con số, cái tỷ lệ là 2.3%. Tiếng Việt mà nó 2.3, nhưng mà nhớ tiếng Anh ta sẽ 2.3 nha các bạn. Mình đọc cái dấu chấm này là đó. 2.3 2.3% Bây giờ ta có con số là 48 tỷ 760 triệu. 48 tỷ 760 triệu. Thì các bạn nhớ là hệ mình á, cách viết số này hệ mình chấm là họ phẩy, ngược lại mình hệ mình phẩy là họ chấm. 2.3 của mình là 2.3 của họ. Cái này thường là để phân biệt hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ mình sẽ chấm đúng không? Nhưng mà họ phẩy các bạn nhớ lưu ý khi viết. Và một cái điểm nữa đây, nó không có ở đây mà sẵn đây nói luôn ha. Chí là gì khi mà chấm bài ta hay gặp ví dụ này, cái này nó ký hiệu đọc bản giống như chữ L vậy đó, chữ N cờ hoa thì xong rồi có gạch ngang chính giữa, cái là đọc bản ha. How. Nhưng mà cái ký hiệu giống như chữ C hoa, chữ T đó, thì nó có hai cái đường ngang chính giữa là ký hiệu của đồng euro, euro. Ta phân biệt nha.
Còn cái ký hiệu ví dụ nói là đô la Mỹ, dollar thì dùng ở nhiều nước. Ngay cả đồng bảng vậy, không phải chỉ có Anh dùng không đâu. Anh thường là pound sterling, nhưng mà nước khác cũng dùng nữa, có một số nước khác dùng. Nếu là ký hiệu, không, US, có thể là USD, cũng có thể là US, rồi cái có cái dấu hiệu đồng ở đây. Thì đấy là cái đơn vị tiền tệ chính. Ví dụ như Việt Nam đồng. Những cái đơn vị tiền tệ chính này người ta kêu là unit of currency. Thì khi ta biết ký hiệu ta phải đặt trước con số. Ví dụ ta nói là 5.000 Mỹ kim. Thì cái USD nè để đạt trước con số 5.000. Nhưng mà tôi nói một dollar thì có thì bằng 100 xu đúng không? Tiếng Anh là pence mà tiếng Mỹ là cent. Bây giờ đang nói bây giờ nói đồng xu của Mỹ đi. Thì nếu nó ở đây là ví dụ cho 700 xu đi. 700 xu thì nhớ lưu ý là nó không phải đơn vị tiền tệ chính, nó chỉ là đơn vị tiền tệ phụ thôi, cái đơn vị nhỏ hơn. Thì ký hiệu xu cent đó, tiếng Mỹ, ta đặt phía sau con số. Ký hiệu đơn vị tiền tệ chính thì đặt phía trước con số. Cái này là cent. Còn khi ta nói, ta biết nói viết đầy đủ ra, ví dụ 5.000. Ta thấy đầy đủ ra ha, American. Dollars. Có thể không có chỗ nghe thân cũng được. 5.000 đô la thôi. Tôi biết đầy đủ ra đương nhiên nó nằm phía sau rồi. Nhưng mà nếu chỉ dùng ký hiệu thôi thì sẽ đặt trước. Giống như mình cũng vậy, VNG sẽ đặt trước. Nhưng mà nếu mình nói Việt Nam đồng, biết đầy đủ ra thì nó sẽ nằm phía sau. Đồng xu thì lại ký hiệu là nằm phía sau. Nhưng mà đơn vị tiền tệ chính này phía trước. Đó cũng là cái lưu ý về cách viết. Nó không phải đặt đâu cũng được, phải đúng quy định thì người ta đọc ta mới thấy nó bình thường, còn thôi ta sẽ thấy nó bất thường, có khi nó thành khó hiểu không? Yeah. Công ty đã chi 2.3% doanh thu của mình cho việc nghiên cứu và phát triển, on research and development. Cũng giống công ty kia, giờ lại có hai phân hiệu toàn cầu. We have two global divisions called food and home and personal care. Công ty có hai phân hiệu toàn cầu, có tên gọi là food and home. Cái này tên cần dịch, ta cũng biết rồi, đó là thực phẩm và gia đình. Personal care, chăm sóc cá nhân, thường là nói về chăm sóc y tế, personal care. Over 50% of its sales come from food division. Over đây là more than. Hơn 50% doanh số của công ty là từ cái phân hiệu thực phẩm. Come from, nghĩa từ come from, xuất phát từ đâu, come from. 50% của cái gì đó, tỷ lệ của gì đó, với từ of. Rồi. Động từ này cái chi xíu thì số nhiều là nó tùy thuộc cái danh từ đứng ngay trước nó. Chữ sales này đã giảm số nhiều, ta sẽ sử dụng động từ số nhiều là không. Đây là hiện tại không hề chia, không hề lên án. Nó phụ thuộc vào danh từ đứng trước nó, sales số nhiều. Sẽ đưa ngày thứ hai. Thì nếu tôi sẽ cố gắng kết thúc trong cái tuần tới, thì cái buổi chót đó nếu rảnh thì sẽ ô phát âm cho các bạn. Mục đích là để giúp các bạn có thể tự học tiếng Anh được. Hy vọng là có thời gian làm chuyện đó. Còn nếu có thời gian làm chuyện đó thì bạn nào quan tâm thì chúng ta sẽ đi. It has
architect regional business groups to meet the needs of local markets. Công ty có 10 tập đoàn kinh doanh khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu của các thị trường địa phương, đáp ứng nhu cầu động từ meet the needs nhu cầu, đáp ứng thì là meet. Ta có cái từ regional là thuộc khu vực, local cái từ local là thuộc địa phương. Nhằm mục đích gì? To do something to meet the needs of local markets. This place is an international manufacturer of leading brands in foods, home care and personal care. Và điều này đã làm cho công ty trở thành một nhà sản xuất quốc tế, international, quốc tế, manufacturer. Manufacturer, nhà sản xuất. Lưu ý là cái động từ manufacture, số phát động từ manufacture. Mà manufacture thì có nghĩa là sản xuất. Với số lượng lớn và bằng máy móc thì ta mới dùng động từ manufacture. Còn động từ sản xuất, produce, thì không, thì dù sản xuất nhỏ, sản xuất lớn, máy móc hay không, đều gọi chung là produce. Đây nó có cấu trúc to make something, something, làm cái gì đó, trở thành gì đó, to make something, something, có nghĩa từ gì thế. Và ta cũng có cấu trúc to make somebody do something, khiến ai làm việc gì đó. Thì động từ theo sau make, trường hợp này sẽ là nguyên mẫu, không có to các bạn. Make somebody do something. Còn cái này là cấu trúc make something, something, không có giới từ gì hết. Làm cho cái gì đó trở thành cái gì đó. Trở thành nhà sản xuất thì, quốc tế, international. Trong số những thương hiệu hàng đầu, sản xuất quốc tế, tức là của những thương hiệu hàng đầu, nó tóm lại là tạo ra những thương hiệu hàng đầu này đó. Của những thương hiệu hàng đầu, leading, như là tính từ hàng đầu về thực phẩm, food. Thực phẩm thường là không biết được, nhưng mà các em sẽ là các loại thực phẩm đó. Rồi, chăm sóc gia đình. Rồi, cá nhân. Nó tóm lại là dịch vụ á. Thực phẩm là dịch vụ chăm sóc gia đình, chăm sóc cá nhân. Sao? Leading, cái này là tính từ nghĩa cho brand, những cái thương hiệu hàng đầu. Leading là hàng đầu, tính từ. Các bài cát không ạ? Đó, giờ tới đây là bạn thấy cũng giống giống nhau thôi. Nhưng mà cũng phải cẩn thận, đừng có thường. Thiếu một xíu gì là nó sai, là cứ phát triển từ 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 thôi. Tower started in 1978. Công ty Tower được thành lập. Started là khởi nghiệp ha, nó tóm lại là có thể gì là được thành lập, mặc dù là đây là thể bị động. Vào năm 1978, thuần túy trong quá khứ ha, thời điểm bắt đầu. This is a family owned business. Đây là tính từ kép, family owned, thuộc sở hữu gia đình. Business là doanh nghiệp. Cái là công ty á, đây là một doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình. Có mọi từ a family business. Bài này thì nếu gặp bài này thì khỏe ha, đơn giản. Đơn giản đó. Its head office is in Cordoba, Spain. Trụ sở chính của công ty ở Cordoba, Tây Ban Nha, Spain. Rồi, trước tên thành phố, cái từ in. Exit. Nãy giờ thấy hai câu thì đại đơn rồi. It sells clothes for men and women. Công ty bán quần áo cho nam nữ, cho cả nam và nữ, for men and women. Chú ý cái phát âm ha, phụ nữ số nhiều thì không có thêm S, mà đây là số nhiều đặc biệt. Số nhiều có cái tắc nên phải chuyển chữ A ở phần sau thành chữ Y.
đọc hai phần y hết, women, cái phần đầu phụ nữ hết, thì cái phần sau chị y là chữ A, tức là A là A đó, thì ta đọc âm u và ơ ngắn ha, nhớ phần đầu woman, à, lấy cách đọc số ít woman, số nhiều women, u ơ woman, còn cái này là women, số nhiều. Chị đổi chữ A á, chữ A thành chữ Y thôi, A chữ Y này là số, tức là chữ tiếng Việt là chữ E nè, là số nhiều. Nhớ chị đọc từ nha. Ít thì hiện tại sales có S nha. Is customers are many fashion conscious people age 20 to 85. Khách hàng của công ty chủ yếu là những người quan tâm tới thời trang có độ tuổi từ 20 tới 35. Nó có tính từ cái fashion conscious, là conscious nghĩa gốc là có ý thức, là ý thức mà ý thức ưa thích ra, nó có là quan tâm tới thời trang. Nếu nó có trả từ nghe đi là chủ yếu là những người đó đó. Age có độ tuổi từ, thường người ta sẽ dùng cái dạng này để các bạn aged, tức là having the age from year to gì đó, dùng aged, độ tuổi từ 20 tới 35 với từ to. It has the 15 stores in Spain, all of which are Brunto. Công ty có 15 cửa hàng ở Tây Ban Nha, và tất cả đều có lợi nhuận, hiểu ngầm là có lợi nhuận cao. Ở đây ta thấy có gì, có cái mẹ này tính ngữ các bạn, of which, cái này tính ngữ diễn tả quan hệ sở hữu, có giới từ of, you can tell of which. Which thay cho cái gì? Thay cho 15 stores. Tất cả 15 cửa hàng đó, all of which. Để khỏi phải lặp lại 15 cửa hàng nữa, ta sẽ dùng đại từ liên quan which để thay thế. Và chỉ quan hệ sở hữu ta đặt với từ of trước đó luôn ha. All of which. Và ta đưa thêm đại từ all nữa. Nhưng mà tùy nghĩ ha, nhưng vấn đề đây là of which. Which. All of which are profitable. It has an annual turnover of 260 million euro. Ta có thể dùng euro hoặc là euro giờ cũng được, số gì cũng được nha các bạn. Công ty có doanh thu hàng năm là 260 triệu euro. Its net profits last year were approximately 16 million euros. Chủ từ, nhân từ số nhiều, profits số nhiều, cho nên động từ thì đây là were. Tại vì nó là danh lợi nhuận ròng năm ngoái, last year, thời điểm rõ ràng, cho nên ta dùng có thứ đơn nha. Lợi nhuận ròng năm ngoái gần 16 triệu euro. Ta có cái trạng từ approximately tương tự với nearly là gần gần đến con số đó, 16 triệu euro. Nhắc các bạn một cái nữa, ở đây ta có 260 euro. 260. Các bạn lưu ý là nếu và ta có 206 đi, hai cái ha. Nếu đọc theo kiểu Anh nha các bạn, thì ta sẽ có là 200 and 16. Lưu ý là người Anh họ sẽ đọc lên từ and trước hàng chục. Nếu đây không có hàng chục, 206 là không có hàng chục, chỉ có hàng đơn vị thôi, thì người Anh cũng sẽ đọc là 200 and 6 và 6. Nếu không có hàng chục chữ hàng đơn vị, người Anh cũng dùng liên từ and trước hàng đơn vị. Nhưng mà người Mỹ á, đây là cách người Anh ha, còn người Mỹ thì không có đâu, người Mỹ bỏ and trước, bỏ and trước. Tức là bỏ cái mặt này là Mỹ,
còn có danh từ này thì là anh UP. Cái lưu ý là cách đọc khác nhau, cách nào sai thế mình thích đọc, cách nào mình đọc. Trước các hàng các không đọc biên từ nha, không ai đọc đó. Trước hàng trăm, hàng gì không có đọc biên từ, chỉ có trước hàng chục. Hoặc là hàng đơn vị là người Anh dùng biên từ An thôi, còn Mỹ không có hàng nào họ đọc mà dùng biên từ. The workforce is over 2,000 employees. Lực lượng lao động là lực lao động gồm hơn, over là more than, hơn 2,000 nhân viên. Workforce đến từ không đến được, nhiều động từ số ít, lực lượng lao động. He's planning to open 5 new overseas stores next year. Công ty đang lên kế hoạch mở 5 cửa hàng hải ngoại, tức là 5 cửa hàng mới ở nước ngoài vào năm tới. Overseas, dù làm cảm từ hay tính từ đều có S cuối nhân bằng overseas, hải ngoại, ở nước ngoài. Nhớ nha, 5 cửa hàng thêm S vô nha, stores. Ở đây đang lên kế hoạch, ta sẽ dùng hiện tại liên tiếp. Tại sao ta dùng hiện tại liên tiếp ở đây mà không dùng hiện tại đơn? Cái việc lên kế hoạch nó có tính chất thời một cái giai đoạn ở đó thôi ha? Thời điểm ở đó thôi, chứ không phải nếu ta dùng hiện tại đơn có nghĩa là lên kế hoạch là xuống luôn xuống nặng lên kế hoạch ha? Cái này nó tính chất thời vụ, thời điểm thôi, cho nên ta nên dùng hiện tại liên tiếp ở đây thì nó phù hợp hơn, về ý nghĩa hơn. Planning to do something, it's planning to do something. Workforce là lực lượng lao động. Thời gian 16 tức là tới đây thấy cũng vậy vậy thôi. Bây giờ thêm một cái khác chút xíu là được thành lập. When Watch was established in 2001. Công ty WebWatch được thành lập, bị động ha, cần từ establish là thành lập. Establish là ở đây was, thời điểm quá khứ, dạng bị động quá khứ đơn, được thành lập vào năm 2001. It was founded by two brothers, Mike and John Hardy. Công ty được thành lập bởi hai anh em là Mike. Hai anh em này đương nhiên là này là anh em cùng họ rồi, nên ta ghi thế này. Ở đây ta phải hiểu là Mike Harding, tên là Mike, họ là Harding, và người thứ hai tên là John, họ cũng là Harding. Ta có thể biết như thế này ha. Hai anh em là Mike và John Harding. Harding là họ đó. Tức là người kia cũng tên là Mike Harding, người sau tên là John Harding. Rồi bây giờ ta học thêm chút xíu là cái dạng được thành lập, bị động, was founded, phải được thành lập, was established, phải được thành lập. Found là phải động từ tìm đó nha, find chứ found, found là khác, còn này found chứ, động từ thường thôi, founded, thêm đi. Và cứ qua cứ phân từ. It is a web design company. Câu này chắc không có cho ai đâu. Có đổi một yếu tố duy nhất là động từ, có chia động từ thôi, chắc không cho đâu. Và để ý câu nào khoảng chừng ba yếu tố, không biết chưa. Nhưng mà mình ghi đi nha, không cần nói câu này thì gặp nó, không biết chia sao đâu. Chia động từ tư duy không được nữa, mình chiếc. Đây là một công ty thiết kế trang web. This web design company. Its head office is in Colorado, America. Văn trụ sở chính là tại bang Colorado ở Mỹ, America. Bây giờ châu Mỹ, có người dùng nói địa chỉ Mỹ chung chung, thật là Hoa Kỳ là the yes. Colorado là bang của Hoa Kỳ. Đến từ game ha. Designs websites for companies. Này có vẻ dễ ha. Biết có cho
Công ty thiết kế các trang web cho công ty Design Skill từ nha. Làm cái gì cho ai đó chứ được for. His clients includes both small and large firms. Rồi bây giờ có đầu dùng cụm liên từ both and, cả cái này lẫn cái kia ha. Cái danh sách khách hàng của công ty client list, danh sách khách hàng. Khách hàng mà sử dụng dịch vụ á, người ta gọi là client. Khách hàng mà đến cửa hàng mua món này món kia người ta gọi là customer. Client list, danh sách khách hàng của công ty bao gồm. Nên từ chính là list là số ít, chúng ta chia bằng từ influence, bao gồm cả công ty nhỏ lẫn các công ty lớn. Tính từ small với lại large đều có nghĩa cho danh từ firm, set firm là công ty. Cả cái này là cái kia, boss đặt trước tính từ thì em cũng đặt trước tính từ, các bạn nhớ không? Cái này sai không rồi ha. Cả cái này là cái kia. These firms are in or business sectors from real estate to universities. Những công ty này, these are kỹ là ta thêm vô đó, xác định ha. Ở đây thật ra các bạn không dùng these, các bạn xác định nhẹ hơn cái dùng the cũng được, nhưng phải xác định. Ta còn xác định cụ thể hơn, ta dùng these, những công ty này. Tức là thuộc cái lĩnh vực kinh doanh, thuộc mọi lĩnh vực kinh doanh. Are in all business sectors, khu vực, lĩnh vực. Tức là thuộc mọi khu vực, trong mọi lĩnh vực kinh doanh, từ bất động sản cho tới các trường đại học. University cũng có thể là trường đại học, cũng có thể là một công ty kinh doanh về giáo dục nữa đó các bạn. Số trường đại học tư Mỹ là như vậy đó. Real estate là bất động sản, rồi nhà cửa đất đai. From to. It has an annual turnover of $80 million. Và nghĩ đọc cái ký hiệu này khi đọc đô la số nhiều tới 80 triệu là cũng bằng cái đọc số nhiều nha, dollars nha, đừng đọc dollar không. Các bạn đừng đọc đô la nha, tại vì đó là cái đọc tiếng Việt, nó là on dollars. Công ty có doanh thu hàng năm là 80 triệu đô la, $80 million. Annual turnover. Cái gì mà hàng năm nó đề như vậy, ta dùng hiện tại đơn nha. Nó là nó cũng là thực tế trong hiện tại luôn, và nó đã đều đặn bao nhiêu năm rồi, ta dùng hiện tại đơn. It has an annual turnover. Trước nguyên năm ta dùng N ha, N, nó đọc là N, có N là N. Anh em hiểu. About 50 employees. Hiện nay công ty có khoảng 50 nhân viên. Rồi hiện nay cái động từ mà have này, to be gì đó không có dùng thì liên tiếng đâu. Cái trạng từ nào hay đi với thì liên tiếng lắm, nhưng mà have với to be là chỉ trạng thái, không có dùng thì liên tiếng được với nghĩa này. In the future, we have watched and become the world leader in website design. Trong tương lai, in the future, công ty WebWatch hướng tới việc trở thành một công ty hàng đầu của thế giới ở lĩnh vực thiết kế trang web, website design, thiết kế trang web. Website cũng là danh từ, nhưng mà nó ở đây dùng tính từ của nghĩa cái danh từ design. A world leader là một công ty hàng đầu thế giới, tức là nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới. Thế giới là tôi đang nói về công ty, tôi nghĩ là công ty hàng đầu thế giới. Động từ aim to do something, hướng tới việc trở thành cái gì đó, nhắm tới việc trở thành cái gì đó, nhắm tới việc làm cái gì đó. Aim to do something. Ở lĩnh vực nào với từ aim? Website design.
Rồi sao mày vậy? Cũng chạy thôi, quản lý cũng đâu đó cho như thôi. LVMH, L cặp cái là VMH. À, chữ H đó đọc H. Một chữ cái nó có phụ âm cuối các bạn, đọc hết S được đâu các bạn ha, H. S không thì nó sẽ không giống cái âm H. LVMH manufactures and sells luxury goods. Luxury, sơ công lưỡi ha, luxury, luxury goods. LVMH. LVMH là viết tắt của chữ gì trên các bạn thấy đó? Louis Vuitton, Moet Hennessy. Là, đây là tên họ có hai nhân vật kết hợp với nhau để thành lập cái tập đoàn kinh doanh này. Đó. Ta cùng chỉ đọc bằng cách là LVMH thôi, sản xuất và bán những mặt hàng cao cấp nước sưởi. Đừng dịch xa xỉ, thì xa xỉ chỉ là một khía cạnh nghĩa tiêu cực của nó thôi. Nói chung là hàng cao cấp. Thật sự là cái nước sôi nước không phải là 100% đều là chất lượng cao hết đâu. Thì khi chỉ là vấn đề thời trang, mẫu mã gì thôi. Nhưng mà cái điều nổi bật là nó mắc tiền. Có khi chất lượng nó chưa chắc là đã không xứng đáng với cái giá. Hay luxury là mắc tiền. Nhưng mà chất lượng ở nào là chuyện khác nha. Có khi nó chỉ là cái vấn đề gì yếu thôi. Bán rồi đó. Và là do cái phân khúc thị trường đó hoặc là do nó là loại niche. Là cái phân khúc thị trường nó vừa hẹp vừa đặc biệt. Biết là do mình đúng không? Đó, có thể dân dân dân. There are several companies in the group. Có một số công ty cùng tập đoàn này. Tức là không phải chỉ có một công ty mà nó có số công ty trực thuộc tập đoàn này in the group. Bây giờ từ nhớ nha, LVMH nó là một đơn vị. Nó là một tập đoàn đó thì chia có S nha sĩ. Hàng hóa nói chung là có S nha. It has 60 famous brands such as Louis Vuitton, Givenchy and Christian Dior. Mấy cái từ này âm hưởng cũng gốc Pháp cho nên đọc nó cũng có hơi âm hưởng gốc Pháp. Công ty có 60 thương hiệu nổi tiếng, famous brands. Hay nói cách khác là các đại diện nhãn hiệu cũng được. Cũng vậy thôi, mà dịch ở cái cấp độ khác hơn. Có 60 nhãn hiệu nổi tiếng, chẳng hạn như Such a là dùng giống như là for example đó. Ví dụ như mình không cần vân vân với nó đâu nha. Không cần vân vân. Tiếng Anh thì mình hay dịch là chẳng hạn như là vân vân. Tiếng Anh nó such a là nó không có vân vân nữa đâu. Thì nó thì đã như chữ for example, ví dụ rồi, không cần vân vân. It has 1,500, không có em nha. 1,500, 1,500 stores worldwide, and it's expanding, its network. Công ty có 1,500 cửa hàng trên toàn cầu và đang mở rộng mạng lưới của mình. And Hispanic is network. Rồi, đây là vấn đề thực tế luôn, cho nên dùng hiện tại đây. Rồi, những cái bài này là khỏe rồi, cái ngắn ngắn không mà chủ yếu là hiện tại đây. Đó là một cái tên dẫn của kỳ khác. Employs 56,000 people. Công ty có, hay là đây là công ty thuê đấy, những dịch ký tổng quát là công ty có 56,000 nhân viên. It's a head office in France, but 63% of its staff work outside France.
trụ sở chính của công ty ở Pháp, France, Hy Lạp, tên quốc gia dưới tự nhiên. Nhưng 60% lưu ý là cái gốc ta không cho mình mất. Nhưng mình thấy cái ý nó có vẻ có một sự tương phản như vậy nên mình có thể thêm với ly từ mất. Nhưng 63% nhân viên của công ty làm việc bên ngoài nước Pháp, outside France. Chữ staff và danh từ tập thể ở đây với nghĩa số nhiều, ta sử dụng động từ số nhiều. Thì là ta thấy staff là một nhân viên thì ta dùng động từ số ít. Nhưng lưu ý rằng chữ staff này một nhân viên, 10 nhân viên, 100 nhân viên cũng không hề có S, nó dễ. Không có S nha. Còn nó có S có nghĩa khác, nó S là sở là bộ phân mưu. Bao nhiêu phần trăm của cái gì đó với tờ O? It is a creative and innovative group. Có hai tính từ creative là đầy sáng tạo, innovative tức là thường là cứ nói với khả năng không có đơn đổi mới đó, tức là khả năng mà có những cái phát kiến mới, những cái gì mới mẻ đó, innovative. Đây là một tập đoàn đầy sáng tạo và mới mẻ và nhiều sáng kiến đấy, innovative, đổi mới, nhiều sáng kiến, nhiều phát kiến mới đó, innovative là đầy sáng tạo và nhiều đổi mới, nó có vài ý chính là này. Then to impress his customers, it is a high quality and long lasting products. Công ty hướng tới việc aim to do something, hướng tới việc gây ấn tượng cho khách hàng của mình, hoặc là impress, gây ấn tượng, gây ấn tượng cho khách hàng của mình bằng chất lượng cao, bằng những sản phẩm. Cái high quality ở đây nó bổ nghĩa cho products, long lasting cũng là tính từ kép bổ nghĩa cho products luôn. Những từ khách hàng mình bằng những sản phẩm, ở đây là giới từ viết, mình phải dịch là bằng ha, bằng những sản phẩm bền bỉ, long lasting là bền, lâu bền đấy, và có chất lượng cao, high quality, chất lượng cao. Depend a lot on research and development. Đây là có động từ depend, luôn biến từ on có nghĩa là phụ thuộc vào, dựa vào. Nó được nhét chính giữa bởi cái cảm từ a lot, tức là phụ thuộc nhiều vào cái gì đó. Luôn là cái từ on nha các bạn. Những sản phẩm mới của công ty phụ thuộc nhiều vào hoạt động nghiên cứu và phát triển. Research and development. Bao giờ research cũng đi với development và nói nhau bởi tính, bởi liên từ an. A lot time. LVMH controls every detail of the brand's image. The LVMH, đây là cao một tập đoàn ấy, kiểm soát từng chi tiết liên quan tới hình ảnh của các thương hiệu của mình. Image, hình ảnh. Lưu ý là cái tính từ EV nó luôn đi với danh từ số ít. Không đếm được đương nhiên là số ít rồi, nhưng mà đếm được cũng là số ít. Đây nghĩa là số nhiều mọi chi tiết, nhưng thật ra là danh từ phải là số ít. Mỗi chi tiết, mọi chi tiết. Kiểm soát, controls, mọi chi tiết của, hay nói cách nói là liên quan tới hình ảnh thương hiệu của mình. The price image. Rồi, ta sang bài khác. Mấy năm phút. Tới đây cũng thấy cũng rứa rứa thôi, không có gì hơn. Nhưng mà
mà các bạn nghĩ đi nha, cuối cùng mà các bạn thấy cái dễ chứ cái cuộc thi sao biết sao mà mọi người là ít điểm nhất phần này á. Cho nên các bạn cố chú ý cho nhiều đi để lấy phần này 15 điểm rồi. Vô làm có lấy 15 điểm, có 5 câu thôi 15 điểm. Còn này là phần nhẹ nhàng nhất á, nhẹ nhàng nhất cũng đi 5 câu và 15 điểm. Cái phần tiếp theo chuyển đổi câu á, sentence transformation á, 15 điểm rồi tới 10 câu rồi. Là 20 câu trắc nghiệm ngữ pháp từ vựng linh tinh gì là 20 câu đó là 20 điểm. Tiếp theo sẽ có hai bài đọc ngắn, còn mỗi bài đọc có 10 có 5 câu hỏi là 10 câu là 10 điểm. Một câu hỏi 1 điểm. Rồi 10 điểm là hết 30 điểm. 30 điểm phần nghe là 20 điểm. Nghe hai phần mỗi phần 10 điểm là 50 điểm. 50 điểm là hai cái bài viết này. Một bài viết là mình đang coi nè là có 5 câu thôi là hết 15 điểm rồi là 65 điểm. Rồi cái bài chuyển đổi câu tiếp theo, cái bài mình vừa ôn vừa rồi vừa làm vừa rồi đó là 10 câu 15 điểm nữa là 80 điểm. Rồi các bạn Linh nói 20 điểm nữa rồi đủ 4 kỹ năng nha, 100 điểm. Nhớ rằng không để kỹ năng nào bị điểm liệt hết nha. Ví dụ nói 20 điểm thì đừng có để bị 6 điểm, nó 7 điểm thì còn mình cho qua được, cái 6 điểm là bị liệt rồi, là coi như ba cái năng còn lại quăng hết, không xài được cái năng hết, dù cho điểm cao hết. Rồi phần nghe là có nói rồi, phần nghe mình sẽ gặp lại khoảng ít nhất là 50%, cho nên là nếu các bạn làm kỹ 12 bài nghe đó, có cả script các cấp cho bạn hết rồi đúng không, thì ít ra bài nghe cũng phải được 10 điểm đúng không. Hôm nay có mở với lạnh không vậy? Không, cô mở. Mở cô, mở. Cái này đang mở. Cô mở quả, cái này mở. Quả sau cô lạnh. Cô lạnh thấy nóng hả? Dưới á. Chứ ra cô mở với lạnh ra chỗ này chắc là nóng hả? Nóng lạnh. Cái lạnh này dùng đông, quý các bạn có mở không lại? Rồi đây nói về công ty Initex tập đoàn. The Initex Group owns six fashion chains, including Zara. Tập đoàn Initex sở hữu 6 tức là 6 chuỗi cửa hàng thời trang bao gồm Zara, fashion chains là chuỗi của cửa hàng thời trang. It has around 1,500 stores worldwide. Tập đoàn có khoảng around là khoảng tương tự như là bao nhiêu? Có khoảng 1,500 cửa hàng toàn cầu, tức là trên khắp thế giới. Worldwide, worldwide ở đây có chức năng như trạm từ ha. Đi với cả sau. It operates in 44 countries. Tập đoàn hoạt động, động từ operates, chia theo data phase, hiện tại hoạt động ở 44 quốc gia, để từ in. It employs 27,000 people. Tập đoàn có 27,000 nhân viên. It has more than 200 fashion designers. Và có hơn 200 nhà thiết kế thời trang. Designers, nhà thiết kế. Đây cũng thuộc bài bài dễ đó ha. Bài này là khó luôn. Mà thường cô thấy mấy bài ấy cho lắm. Tùy một câu á, nó có mỗi một điểm thay đổi thôi. Nhưng mà thiết kế đề thi là một câu á, có tới 3 điểm lận. Thì nếu có một điểm thì mà cho là coi như sai một điểm thì thôi là mất luôn 3 điểm.
cái dạng mày này ít cho ai mà biết được đâu, cũng có thể chị này cho sao. Currency xong chưa, cái là xong chưa, trở lại nó đúng. Currently, the fashion designers are working on next year's designs. Hiện nay, currently, đứng đầu câu thì thầy dùng một câu đó, thông thường là thì thể liên tiếng ha. Ở đây là thì hiện tại liên tiếng luôn. Hiện nay các nhà thiết kế thời trang đã nói về họ rồi, bây giờ ta có thể dùng the để xác định những nhà thiết kế mà vừa nói tới đó. Những nhà thiết kế thời trang đang thực hiện những cái mẫu thiết kế cho năm tới, working on next year's designs. Như ý có dạng sự cách nha, có số PS dấu tính tưởng với kẻ S. Đây là một cách dùng cũng phổ biến cho tiếng Anh. Đi với cái cùng từ chỉ thời gian này đi dạng sự cách. The Inditex Group is doing very well at the moment. At the moment cũng thường dùng với thì hiện tại liên tiếng is doing. Tập đoàn Inditex đang hoạt động rất hiệu quả hiện nay ha, vào thời điểm hiện tại at the moment is doing. Rồi nó có chữ group thì sẽ đi với mẫu từ xác định the. Hay index không thì được, phải có group thì không thường sẽ có the luôn. Rồi, tập đoàn đang cố gắng trở thành tập đoàn mà thời trang hàng đầu thế giới ha, global toàn cầu thế giới, fashion leader, tập đoàn công ty hàng đầu. Try to do something, cố gắng làm cái gì đó. Đây là global fashion leader, tức là nó trở thành cái một trong những tập đoàn đầu. Khi nó đã đem dùng the thì nó nghĩa là tập đoàn hàng đầu duy nhất. Amancio Ortega, the founder of Inditex, also invests in property and hotels. Amancio Ortega, nhà sáng lập Inditex, the founder of Inditex. Còn ha, có trạng từ Edward also ấy, còn đầu tư vào bất động sản và khách sạn nữa. Động từ invest luôn đi với giới từ in nha, invest. Invest in ở đây chia động từ hơi thứ ba số ít, hiện tại invest. Invest in. Nhớ giới từ in, đi theo, luôn đi theo invest. Phải có giới từ. Staying in Spain. Hầu hết khoản đầu tư của năm nay là ở Tây Ban Nha, Spain. Nó đang tồn tại ở Spain. Và
Tây Ban Nha. Nó nói là thời vụ năm nay thôi cho nên ta có thể dùng tại lưu tiếng. Đang ở đâu? Tức là đang đầu tư ở Tây Ban Nha, in Spain. Nếu từ quốc gia với từ in ha. Hầu hết của cái gì đó với từ on, hầu hết. Phần lớn, hầu hết, most of. The Sony Walkman was one of the most famous products of the last century. Giờ nói về sản phẩm của Lee Sony là cái máy nghe nhạc Walkman. Máy nghe nhạc Sony Walkman là một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của thế kỷ qua. Tức là thế kỷ 20 đó, the last century. Một trong những, thì cái những đó danh từ có phải là số nhiều, các bạn nhớ nha, products và số nhiều, tại vì là những mà một trong những lưu ý đó. Nếu bài người ta không cho số nhiều sẵn thì các bạn phải thêm đó, các bạn đừng có quên cái điều đó. Đã có từng một bài thi như vậy, mất điểm cái đó rồi. One of the most, để so sánh cực cấp, superlative, tính từ dài, famous, dùng cái most thì phải có the trước most nha các bạn. The small box was cheap and it was the easiest way to hear your favorite songs. Cái hộp nhỏ nhắn này đang nói về cái máy nghe nhạc. Cái hộp nhỏ nhắn này thì rẻ tiền thôi, was cheap. Chính từ cheap. Và đó là cách dễ dàng nhất để nghe những bài hát ưa thích của bạn. Easiest way. Rồi, lại là superlative, tính từ so sánh cực cấp với dễ dàng nhất. Easy. Tính từ hai phần tận cùng bằng nguyên âm y, cho nên đừng xem tính từ ngắn. Hình thức superlative so sánh cực cấp của nó là thêm est. Sau khi tôi sẽ biến, sau khi tôi biến y dài thì y ngắn rồi ha. Thêm est bằng easiest. Và nó cũng như các dạng superlative khác, so sánh cực cấp khác, nó có mở cửa sắc định phía trước, the easiest. Nó bắt đầu nguyên âm cho nên the trước đó sẽ đọc là the easiest way. It's a way to do something. Đang nói về vấn đề quá khứ, cái máy này là máy của quá khứ nha các bạn. Đang nói về vấn đề quá khứ thì dùng quá khứ đơn. Chưa có hai sắp tài liệu á, nhớ mượn bằng của mình mà mình cần cũng được, mình đi photo ha. Thì các bạn cái đó là những sắp tài liệu cần thiết, các bạn thấy ai chưa có nhớ mượn photo, chứ không là ta sẽ thiếu tài liệu để học đó. Và đó là tài liệu nội bộ, cho nên cô đề nghị nó không đưa ra khỏi lớp. Rồi sang câu kế. By the end of the century, it was normal to listen to the newest music everywhere. Đến cuối thế kỷ, tôi đang nói về thế kỷ rồi á, đến cuối thế kỷ này, thì việc nghe, tức là nghe những cái bài nhạc mới nhất ở mọi nơi là chuyện bình thường. Nhớ có cốt này không? X này chỉ là formal subject của từ nước thôi, chủ từ thật cái đi phía sau bắt đầu từ to infinity. Từ to listen cho tới hết câu. Tức là to listen cho tới everywhere, nó là chữ từ thật, ta có thể đặt trước thay chữ list cái chỗ đặt trước words á. Cái chuyện đó là normal, là chuyện bình thường. Bài tức là cái thời điểm trẻ nhất là cuối thế kỷ, tức là cho đến cuối thế kỷ từ trước đó cho đến và cuối thế kỷ là thời điểm trẻ nhất rồi, không trẻ hơn nữa. Đến cuối thế kỷ này thì chuyện nghe
bài nhạc mới nhất ở mọi nơi là. At the end of the 20th century, the beginning of the 21st century, technology moved faster. Vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, công nghệ đã phát triển nhanh hơn nhiều, đã phát triển nhanh hơn. Move, tiến tới, phát triển, đấy nghĩa là develop. Vào, để ý giới từ là by có nghĩa not later than, tức là không kể hơn, cái thời điểm kể nhất là cuối thế kỷ, trên đó, cuối thế kỷ. Còn vào cuối thế kỷ thì là giới từ end, tức đang có tới thời điểm vào cuối thế kỷ. Còn giới từ by á, mình hay gì là đến cuối thế kỷ, nhưng mà thực chất có nghĩa là cái trễ nhất là đến cuối thế kỷ đó, đang đề cập tới thời điểm, không trễ hơn cái thời điểm đó. Để ý giới từ ha, kỷ 20 đầu tới kỷ 21, đang nói về quá khứ, dùng quá khứ đơn hết ha. Các bạn lưu ý nè, biết hết. Because it is simple to use. Tại vì máy Walkman, máy Sony Walkman của Nhật, của hãng Sony của Nhật còn phải bỏ cái băng được không? Bỏ cái băng cassette vô. Còn cái iPod thì khỏi luôn. Cho nên nó đơn giản, sử dụng đơn giản hơn. Giống như máy nghe nhạc Walkman.
máy iPod được ưa chuộng vì nó sử dụng đơn giản ha. It is simple to use, and một chút tiếng Anh ha. It is simple to do something. Sử dụng đơn giản, làm cái gì đó đơn giản. Chủ từ thật ở đây là to use. Chủ từ hình thức mà thay cho to use là kiểu ích đó, kiểu is. Like là giới từ nha, giống như máy Walkman, máy iPod. Tính từ popular được ưa chuộng. Vì sao bắt đầu because là mình đề cả phụ trạng ngữ chỉ lý do. Câu đây là câu phức complex sentence. Download over 10,000 songs from the internet. It is so also smaller than a Walkman. Bạn có thể tải xuống hơn 10,000 bài hát ở trên mạng internet. Và cái máy này còn nhỏ hơn cả cái máy Walkman. Nó có chút xíu là nhưng mà số lượng bài hát nó chứa thì rất lớn. Chị Thanh An có thể thực hiện được, đó là dùng trợ thực can download. Over đây là more than ha. Tải cái gì xuống từ đâu đó, download là from, upload là to. Tải lên, to, mà tải xuống from. Download something from, somewhere something. Tiếp theo cái bạn để thể là nói về cái máy iPod đó ha, nó còn nhỏ hơn nữa. Or smaller than so sánh hơn comparing than a Walkman so sánh hơn. Perhaps the iPod will be the next icon for the 21st century. Có lẽ máy iPod sẽ là biểu tượng tiếp theo của thế kỷ 21. Walkman là đánh dấu thế kỷ 20, iPod đánh dấu thế kỷ 21 ha. The bạn nghĩ ha, dùng số ít để đại diện cho toàn thể ta sẽ đi với danh từ đó đi với giờ. The iPod, the Walkman. Còn nói một cái máy này, một cái máy kia ở Walkman. Nhưng mà dùng danh từ số ít để đại diện cho cái toàn thể thì ta nhớ nó sẽ đi với mẫu từ xác định là the iPod, the Walkman. Rồi thứ tự the 21st century, thế kỷ 21. Rồi sách hơn có liên từ đen nên mới hai mình để với nhau. Phía sau là cả một bình đề mà rút gọn lại ha, còn có một chủ từ thôi. Từ qua. But in this century, Apple may have a stronger competition than the Sony Walkman. And then the Sony Walkman did in the last century. Nhưng ở thế kỷ này, tức là đang ở thế kỷ 21 á, thì công ty Apple có thể phải gặp đối thủ cạnh tranh mạnh hơn là công ty Sony, hơn là Sony Walkman đã gặp phải ở thế kỷ qua. Tại vì khi đó cái công nghệ của thế giới chưa phát triển mạnh như bây giờ, thì Sony Walkman không có mấy đối thủ, nhưng bây giờ iPod thì có nhiều đối thủ. Thế kỷ với từ in là đang có thể xảy ra. Possibility may dùng cái động từ kiên quyết, từ thể thức may have a stronger competition. Competitive adjective từ so sánh hơn, stronger. Để
đại diện cho các toàn thể, ta dùng mọi từ xác định the Sony One, dùng trọn từ trước để thay thế cho cái gì, để khỏi lặp lại cả một cùng nghị ngữ là tức là cùng ngoại ngữ đó là might have, quá khứ mà cái may là không phải quá khứ mà might have position đó. Thì thay cho cái cụm nguyện ngữ đó thì dùng là cần từ trước một chữ thôi cho nó gọn, in the last century, ở thế kỷ qua. Now the companies are now producing similar products. Các công ty khác hiện nay đang sản xuất những sản phẩm tương tự. Và ta nhét cái adverb now vô giữa trợ từ với động từ chính, đang sản xuất, diễn động đang diễn ra. Similar tính từ ha, tương tự, sản phẩm tương tự. Tức là iPod có nhiều cái bộ thành cao hơn là Sony One. Rồi ta sang bài cuối ở cái phần này ha. Bài nói về một nhân vật, nói về một công ty hay là một doanh nghiệp gì đó, còn cái dạng thứ ba là nói về một sản phẩm, thì chỉ có ba dạng thôi. The YP 9000 is new, elegant and very high tech. Đây là nói về một cái điện thoại di động có cái tên là the YP 9000. Cái máy là cái điện thoại YP IP đó 9000 là thì rất là thì mới mẻ đó ha. Thanh lịch, elegant, thanh lịch và tức là và cái rất là cao cấp về mặt công nghệ, very high tech. Như nó cái máy công nghệ cao đang về đó một cái máy ta dùng tính từ rất cao cấp về công nghệ, tức là đương nhiên rồi, tức là được thiết kế với công nghệ cao, very high tech. It looks like a mobile phone, but it does so much more. Nó trông giống ha. Nhớ chìa từ giấy looks like a, like cái giới từ looks like trông giống, nó trông giống một chiếc điện thoại di động mobile phone. Nhưng mà nó có nhiều tính năng hơn. It does so much more. Tức là nó hoạt động nhiều hơn thế, nó tóm lại là có nhiều tính năng hơn. You can use it to make phone calls, send and receive emails, browse the internet and play music and video. Bạn có thể sử dụng nó để gọi điện thoại, to make phone calls, calls là các cuộc gọi và điện thoại, gửi và nhận emails, send and receive emails, lướt mạng ha, browse the internet và mở nhạc, nghe nhạc và xem video, play, nói chung là chạy á.
nghe nhạc và xem video. Play dùng, người đọc được play dùng cho video luôn. Tức là play video clip đó. Browse là tìm kiếm. Đọc sơ. Tức là tìm kiếm trên mạng đó, dò tìm kiếm. Nói chung là nó cũng là dò tìm chạy trên mạng. Nhất là bạn có thể sử dụng nó để gọi điện thoại, gửi và nhận email, dò tìm trên mạng, internet, chơi nhạc cũng như thực hiện mấy cái video clip. Cái đó là nghĩa rộng đó thôi, chứ play đây nói chung là nghe nhạc và xem video. Các bạn để ý là sử dụng nó để là gì? Use something, to do something. Ở đây là to do, to make, to send, not to receive. Có to hết các bạn, nhưng mà hiểu nào, ta không đọc bài to. Nó đi từ cái cụm đó, use. It's to make, to send, to receive, to play. Nó vậy với các bạn, to hiểu nào, nó là một cái mẫu chưa đó. Là chỉ cái mục đích hướng tới sẽ làm gì, sử dụng để làm cái gì. Adverb your phrase of purpose. It also has a digital zoom camera for taking photos. Nó còn có cái bộ phận chụp ảnh kỹ thuật số, tức là có cái chức năng zoom, tức là zoom là phóng to thu nhỏ các bạn. Để chụp hình, for taking photos. Digital, tức là digital, tức là có một kỹ thuật số ha, zoom, là chỉ chức năng phóng to thu nhỏ. Nó có một bộ phận ha, chụp ảnh, kỹ thuật số có khả năng zoom để chụp hình, để chụp ảnh. Để làm gì? Ta có thể dùng cái từ for doing something, vì là giới từ trên động từ theo sau nó phải dạng vượt thêm. It is ideal for traveling. You don't need to carry any other devices. Thật là lý tưởng ha. Nó thật là lý tưởng khi đi du lịch, tức là cho việc đi du lịch đó, for traveling. Ideal, to be ideal for doing something. Lý tưởng cho cái hoạt động gì đó không? Nghĩa là nó rất là lý tưởng cho việc du lịch, hay nói cách là khi đi du lịch. Bạn không cần phải mang bất kỳ thiết bị nào khác. Don't need to carry any other devices. Devices là máy móc thiết bị. Centimeters? No, cái âm nào phải centimet là centimeters. I mean, chỉ có e đầu tiên thôi, cậu như đi hết centimeters. Cái cuối cùng là ơ ngắn. Centimeters long, 1 centimeters thick and just 75 grams heavy. Để tính từ đi theo sau nha. Nó dài 22 cm, 22 cm long. Long là tính từ đó, đi phía sau. Dày, có độ dày 1 cm, 1 cm thick. Và chỉ nặng, tính từ heavy là nặng. Chỉ nặng 75 grams, chưa tới 100 grams nữa. Just 75 grams heavy. Nối những cái item đó trong cái list, cái áp chót với cái chót bằng lên từ an. It's a compact device. It gives you high
high quality sound, full color video, and excellent text readability. Cái tính từ compact này thông thường nghĩa là cô đọng, tức là bé. The compact device thì là cái máy công cụ. Cái máy ha. Nhìn bé cũng xong, cô đọng cũng xong. Thì dịch thoát thôi, không phải nghĩa của nó. Mình nói là máy tổng hợp nhiều chức năng cũng được đó, mình chỉ dịch cái ý thôi, chứ chữ không thấy có nghĩa là cô đọc lại, ném lại, cái nó gọn nhỏ này đó. Tức là nâng nay là chiếc máy nhiều chức năng này. Chiếc máy đó là tập hợp nhiều chức năng này thì sẽ đem lại cho bạn một âm thanh chất lượng cao, sẽ cung cấp cho bạn cái như là âm thanh chất lượng cao, high quality sound, cái phim video đấy, đầy đủ màu sắc, full color video, cũng như là cái khả năng đọc văn bản tuyệt vời, readability, khả năng đọc text readability, khả năng văn bản, sẽ mang lại cho bạn những âm thanh chất lượng cao, những màn hình đầy màu sắc và khả năng đọc văn bản tuyệt vời, excellent. It is powered by a fast microprocessor with 64 megabytes of memory. Động cơ power là cung cấp năng lượng, cung cấp điện. Nó được cung cấp năng lượng bởi một bộ vi xử lý nhanh, BioFast microprocessor, có 64 megabytes of memory. The powerful operating system lets you do several things at the same time, quickly and reliably. Rồi, tôi thấy câu trên này bị động, được cung cấp năng lượng bởi rồi, không có tính cái động từ, tôi dùng giới từ with ha. Rồi, cái nhớ ta lưu ý động từ let. Động từ đi theo sau từ let là ở dạng nguyên mẫu không có to, như let you do, do là nguyên mẫu không có to. Chia mà các bạn xuất hiện tại let cho s. Cái hệ thống vận hành, powerful operating system, nó còn nghĩa là hệ thống điều hành nữa đó. Hệ thống vận hành rất là rất mạnh mẽ này, cho phép bạn thực hiện nhiều chức năng đồng thời. Several things, do several things at the same time, đồng thời at the same time, đi với nhau như at the same time, đồng thời, một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Reliably. Người ta cho mình tính từ, các bạn ơi, cái này phải đổi sang cạn từ, thấy không? Nè, người ta cho tính từ nè. Tại vì nó bổ nghĩa cho động từ do. Hệ bổ nghĩa động từ thì phải là cạn từ. Thực hiện sao cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Thì nhớ rằng rồi nghĩ nó bổ nghĩa động từ, nhưng ta phải chuyển sang hình thức cạn từ, thành quickly,
reliable and reliably. Please more. This amazing device is competitively priced at just $199. $199. This switch, yeah, project is ở đây dùng bị động được định giá price với đi với từ S là định giá ở mức nào đó đi với từ S nha các bạn. Hơn nữa với small tức là điều đáng kể hơn nữa đấy là amazing device, amazing là cái ngạc nhiên. Chiếc máy đáng ngạc nhiên này, chiếc máy đáng kinh ngạc này, amazing là tính từ với device, thì có một mức giá rất cạnh tranh. Competitive là rất cạnh tranh kia là rẻ đó các bạn ha, tức là phải cạnh tranh với những sản phẩm khác đó, tức là giá rẻ đó. Có một mức giá rất cạnh tranh là chỉ $199. Các bạn lớp chúng ta đã tập đọc cái này nói rồi ha. Bây giờ ta đã xong phần writing, cố gắng coi cái làm kỹ phần này để ta lấy 30 điểm. Còn buổi tới các bạn trở ra phần đầu sách giùm nha. Cái phần 20 điểm á là các cái dạng mà ta trắc nghiệm về ngữ pháp và từ vựng. Nó nằm ở phần reading á. Trang 23 nó là sentence completion, là phần hoàn thành câu. Người ta cho chấm chấm, mình sẽ điền vô một cái từ thích hợp ha. Thường là nó liên quan tới cái đề từ vựng và ngữ pháp. Gồm 10 bài mỗi bài 20 câu để sao. Hôm nay là thứ sáu, thứ hai ta sẽ bắt đầu phần này. Phần này xong sẽ phần tiếp theo của reading là phần reading passage, phần bài đọc đó các bạn. Xong hết phần bài đọc thì ta mới nghe, thì tôi dự định là chỉ là 6 bài nghe đầu tiên ta nghe một bài làm mẫu để biết cách nghe, 6 bài nghe số 2 ta cũng nghe một bài làm mẫu để biết cách nghe. Còn lại thì các bạn có đầy đủ ha. Như là còn gửi cho các bạn thêm tai nghe, các bạn có đĩa là sẽ gửi thêm tai nghe. Rồi các bạn đã có cung cấp lời thoại của bạn nghe rồi, skip script đó rồi luôn. Và cái này nó sẽ cung cấp đáp án listening essay cho các bạn. Thì các bạn có thể nghe ở nhà, hoặc nếu còn thời gian thì chúng ta sẽ nghe thêm ở lớp. Lớp chỉ dự kiến là nghe mỗi buổi cuối thôi. Còn buổi cuối là tôi dự kiến là sẽ ôn phát âm cho các bạn. Thì còn tùy những câu của lớp thôi, cũng làm gì tùy chủ lớp. Nhưng buổi tới nhớ nha, trở ra đầu sách ta phải làm cái phần đó. Thì ta đã hoàn tất phần writing rồi, các bạn có về xem làm coi có thắc mắc gì thì còn gặp nhau các bạn hỏi nha. Rồi bây giờ chúng ta có thể đây dừng ở đây. Nghe muốn hỏi lại, hôm nay Tuấn Anh với Minh Hòa có liên hôn nên nhận tài liệu dùng.